Võ Lâm VNG Channel xin chào tất cả các bạn. Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua, và giờ đây mình lại mời các bạn cùng mình ôn lại kỷ niệm Võ Lâm một thời. Mong rằng những clip của mình sẽ làm các bạn có được những giây phút thoải mái, tìm về hồi ức xưa để chúng ta bước tiếp trong cuộc sống. Mở đầu clip, mình không quên chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc trên con đường mình đang đi. Hôm nay mình mời các bạn cùng nhìn lại về show Vô Hình, Võ Công Thất Truyền Phái năm độc. Trong số các nhân sĩ Võ Lâm truyền kỳ, chắc hẳn ai cũng đã từng chơi hoặc biết về Ngũ Độc giáo. Môn phái giết người không lên VK này từng là nỗi khiếp sợ cho bao nhiêu phái khác trong giang hồ. Các môn đệ ngũ độc sẽ không bao giờ quên được những đợt cày event. Chỉ cần lang thang trên các map luyện công, cũng khiến quái bỏ lăn ra, dễ dụa chết không kịp ngáp. Và chắc chắn các chuyên gia săn boss sát thủ vẫn còn nâng niu cất giữ cái bằng lái Bách Độc Xuyên Tâm do Ngũ Độc giáo chủ ký và đóng dấu, có hiệu lực trên toàn cõi Võ Lâm lúc bấy giờ. Ngày ấy, với show Vô Hình, kèm theo đó là một loạt bùa chú mang từ miền Tây vực xa xôi. Cầm trên tay tấm bằng lái Bách Độc Xuyên Tâm thì boss sát thủ chỉ còn là chuyện nhỏ. Ngũ Độc phái tuy là tà phái, nhưng vào thời điểm đó lại được rất xem trọng. Kết giao bằng hữu khắp thiên hạ. Cứ mỗi độ Tết đến xuân sang hay rằm trung thu thì nhân sĩ Võ Lâm lại hướng về ngũ độc. Quả thật, nếu mỗi lần event ra không tạo một anh chàng năm độc làm nô bộc cày cuốc thì thật là quá phí. Xét về khả năng PK, nhất là PK đơn lẻ, thì có lẽ miễn bàn. Với lối đánh linh hoạt, cộng dồn độc sát, các môn đồ tà phái này chỉ cần búp bùa rồi nhồi thêm vài đường cơ bản Bách Độc Xuyên Tâm cũng khiến đối phương say sẩm mặt mày. Thêm vào đó là độc tính của huyền thoại Vô Hình Độc, thì chỉ cần đứng nhìn đối phương bơm máu, không lo phù về thành, thì chỉ có gặp Diêm Vương trong chốc lát. Mà dù có phù về thành được cũng thần tàn ma dại, máu trắng cầy bơm hoài mà không lên. Cách giải độc nhanh nhất đó là ao ra và va lại. Đây là thời kỳ hoàng kim của ngũ độc. Giang hồ rộng lớn không sợ một ai, kể cả là khắc hệ như Thiên Vương hay Thiếu Lâm. Và huyền thoại Vô Hình Độc đã được ghi danh từ đó. Nhưng vào một ngày không mấy đẹp trời, mây đen u ám che phủ cả khoảng không bao la. Thế lực địa ngục môn xâm nhập Trung Nguyên. Môn chủ địa ngục môn Mông Hình Lê đã thâu tóm cả ngũ độc giáo, ép ngũ độc giáo chủ tự phế vô hình độc, khiến cho giang hồ một phen sóng gió. Và kể từ đó, vô hình độc không còn tác dụng và thất truyền cho đến ngày nay. Sau khi vô hình độc biến mất khỏi giang hồ, có rất nhiều luồng thông tin phản đối từ các nhân sĩ Võ Lâm. Có người cho rằng do nhà phát hành ưu ái các đại gia, vì lối đánh của ngũ độc rất linh hoạt, không phù hợp cho mấy đại gia chỉ thích đứng hoành tráng giữa đường mà xả đàm, nên nhà phát hành giảm khả năng tấn công của ngũ độc xuống. Các đại gia đầu tư cả núi Kim Nguyên Bảo mà không ăn lại được một con ngũ độc cùi bắp thì thật là khó coi. Nhưng có luồng ý kiến lại cho rằng ngũ độc không hề giảm sút khả năng PK đơn lẻ. Lượng sát thương ăn vào người đối thủ vẫn đều đều. Vấn đề thay đổi lớn nhất chắc chỉ có là việc săn bot mất quá nhiều thời gian, vì độc sát lên mình con bot cứ ì ạch. Đôi khi lại bị tình trạng lắc độc, lắc quá độc, đánh con bot mà cứ trắng nhách. Vấn đề tranh cãi này thì mình không dám bàn, vì đây là ý kiến riêng của mỗi cá nhân. Và kể từ đó, vô hình độc biến mất khỏi giang hồ, trở thành một huyền thoại của ngũ độc giáo. Trước khi khép lại clip này, mình xin phép gửi đến các bạn một bài hát mình vừa chế lời trên nền nhạc của Võ Lâm truyền kỳ. Mình hát không hay, nhưng đây là tất cả tấm lòng của mình gửi đến anh em. Bạn nào có năng khiếu về âm nhạc, hãy comment ở bên dưới để mình làm bản karaoke này gửi đến các bạn, chia sẻ với anh em cho vui. Bạn nào hát thu âm xong có thể gửi cho mình để mình mượn, post lên kênh channel này để anh em cùng thưởng thức và giao lưu. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật ấm áp, an lành. Và các bạn cũng đừng quên hãy like và chia sẻ clip để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Thành đô thuở nào nay vắng rồi, mình tôi lê bước trống vắng trong lòng. Bên kinh khói mù khi xưa nay đâu thấy bóng dáng, đau thương nữa. Thành đại lý sao chỉ riêng ta, trốn lầm màn vắng bao đắng anh hà. Nay còn đây vậy chẳng giờ là ký ức xưa. Tìm đâu tháng ngày xưa ấm nồng, thành tương dương đó vây kín chỗ ngồi. Và nơi chiến trường bao gươm đao nay cũng muốn khóc thương nỗi nhớ. Còn đâu đó giữa chốn giang hồ, võ sư đó vẫn đứng mong chờ. Nhưng tìm đâu ngày xưa một thời ta có nhau.